Rồi tiếp tục xem cặp máy của mình chinh chiến cả cái vùng đất này luôn nha các bạn. Đây là đất lung cặp xong cái bé. Đó. Hai chiếc phối hợp rất là an ý và nhịp nhàng. Ở đây là lúa sạch hết trơn rồi. Thì cá lúc này cũng khá là đông. Thank you.
rồi má cho chặt nữa. Hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn. Kia xong thì chiếc kia sẽ chạy phía dưới kia để cắt. Hôm nay hai chiếc này sẽ bình địa nguyên cái khu này luôn. Anh mặt nãy giờ bắt không biết nhiêu chuột nữa. Mới cắt này nha các bạn. Mấy cậu lúa cũng mang lúa về nhà để chắc. Anh em mình tiếp tục bắt công mới nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem kênh của mình trong thời gian qua nha các bạn.